Thưa quý vị, những ngày thời tiết thay đổi chuyển mùa như thế này, có rất nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp xảy ra, trong đó có viêm xoang. Viêm xoang là bệnh lý rất hay gặp ở Việt Nam, chiếm khoảng 25-30% tổng số các bệnh nhân đến khám tai mũi họng và có xu hướng ngày càng gia tăng. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi cũng như ở cả hai giới do có những triệu chứng giống như cảm cúm thông thường. Chính vì vậy, nhiều bệnh nhân khi phát hiện thì bệnh đã khá nặng. Những triệu chứng của viêm mũi xoang dị ứng thông thường rất giống với những triệu chứng của bệnh cảm cúm, cũng hắt hơi, chảy nước mũi, nhức đầu. Vì thế, trên thực tế, nhiều người bị viêm mũi xoang dị ứng thường hay nhầm lẫn, dẫn đến việc tự ý điều trị nên không hiệu quả. Tình trạng càng kéo dài, càng gây ra những phiền toái ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Viêm mũi xoang dị ứng cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến viêm xoang mãn tính. Viêm mũi ấy, hay là tôi để sau thời gian kéo dài đến 3 năm thì tôi kéo dài 3 năm tôi uống hết thuốc này, thuốc nọ, thuốc kia cũng đỡ. Hết thuốc nam, thuốc tây bao nhiêu cũng đỡ. Không đỡ đến lúc tôi bị nặng đau đầu, nhức đầu ấy. Mỗi lần buồn ngủ không ngủ được, căng thẳng thần kinh, không ngủ được, ảnh hưởng đến công việc ấy. Làm không làm được, phải mất sức với suối, người mệt mỏi ấy. Nhức đầu mạnh, cảm thấy lo lắng, cảm thấy lo ngay, cảm thấy đau đầu, sợ đau gì ấy. Đi vào khám bệnh viện gọi là đau xoang mì vèo vạch ngắn ấy. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại thuốc chữa viêm mũi xoang dị ứng, nhưng không phải ai cũng chọn đúng thuốc và không phải thuốc nào cũng phù hợp. Việc sai lầm trong điều trị chính là nguyên nhân gây nên tình trạng bệnh ngày càng gia tăng ở nước ta. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể điều trị bệnh hiệu quả nhất? Ngay sau đây, các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa bác sĩ có thể cho biết hiện nay chúng ta có những cái phương pháp điều trị bệnh viêm xoang nào là hiệu quả nhất ạ? Hầu hết các bệnh nhân viêm xoang đều có thể chữa khỏi được, nhưng với điều kiện chúng ta phải quan tâm nhất là vấn đề thông khí dẫn lưu tại chỗ. Thứ hai là lò viêm vùng tai mũi họng. Thứ ba là các bệnh toàn thân ảnh hưởng đến mũi xoang làm cho khó khỏi. Thì những cái đó chúng ta kiểm soát được những cái đó thì cái xoang sẽ ổn định tốt. Thưa bác sĩ, viêm xoang thì chúng ta có nên dùng kháng sinh hay không? Và khi dùng kháng sinh thì chúng ta phải dùng loại kháng sinh nào? Và thời gian điều trị kháng sinh là bao lâu ạ? Tất cả những cái viêm xoang nhiễm trùng thì đều phải điều trị bằng kháng sinh. Và kháng sinh theo tôi là nên dùng kháng sinh 3 tuần tấn công liên tục phối hợp các loại thuốc. Thường là 2 loại thuốc kháng sinh phối hợp, từ 2 đến 3 loại. Tại vì về kháng sinh nó đảm bảo tiêu diệt được cả vi trùng gram âm, gram dương thì mới có thể là tiêu diệt được hết các ổ vi trùng trong mũi xoang. Và dùng kháng sinh 3 tuần tấn công, hết 3 tuần đó nếu bệnh mũi xoang ổn định, tạm thời ổn định, tức là hết mủ, tất cả các triệu chứng lâm sàng hết, thì chúng ta phải dùng thuốc chống tái phát khoảng độ 3 tháng đến 6 tháng. Tại vì quá trình viêm nhiễm thì tế bào của hốc mũi xoang đã bị tổn thương rất nặng, cho nên nó phải có thời gian phục hồi. Nếu chúng ta điều trị tạm ổn, chúng ta bỏ quên nó thì nó sẽ rất dễ bị lại, và chúng ta phải dùng thuốc chống tái phát để mục đích để bảo vệ nó, để cho nó có khả năng phục hồi. Và khả năng phục hồi nó là nhanh cũng phải tầm 3 tháng đến 6 tháng. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Môi trường ô nhiễm, ăn ở kém vệ sinh là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật gây viêm xoang phát triển. Chính vì vậy, ngoài việc chữa trị bằng thuốc, bệnh nhân viêm xoang cũng cần chú ý đến môi trường sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học. Sau đây là một số món ăn tốt cho bệnh viêm xoang. Canh gừng, gừng sấy khô 10g, cam thảo nước 20g, lấy hai vị thuốc trên sắc nước uống, mỗi ngày một thang, buổi sáng, buổi tối, mỗi buổi một nửa. Tác dụng tính âm trợ dương, có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch. Canh táo đỏ 10 quả đem nấu nước uống, mỗi ngày 3 lần, có tác dụng bổ dưỡng phế âm, thông mũi. Đậu đào xào, lấy đậu đào già, dùng lửa nhỏ sấy khô, sau đó tiếp tục thái nhỏ, cuối cùng cho vào trong nồi, cho một chút rượu, không cho muối, xào một lúc là được. Có hiệu quả rất tốt đối với phòng trị viêm xoang mũi, viêm mũi dị ứng. Nước bạc hà và hoa kim ngân, hoa cúc, lá bạc hà tươi 10g, hoa kim ngân, hoa cúc mỗi loại 10g, cho cả 3 nguyên liệu vào nồi, cho nước vừa đủ, nấu lấy nước dùng. Canh mướp nấu thịt, một lượng mướp và thịt nạc vừa đủ, mướp rửa sạch, cắt đoạn, thịt thái miếng mỏng, đem nấu canh để dùng lúc nóng khi mắc bệnh.